Xin chào tất cả mọi người. Xin chào những người xem clip này. Và mong mọi người xem thì hãy chia sẻ clip này và đóng góp ý kiến ở dưới bình luận. Hôm nay tôi xin nói về cái vấn đề mà rất nhiều người dân chúng ta không quan tâm mà lại hay thắc mắc và thường mà nói ở cửa miệng, trong khi đó thì đa phần là người ta bị tác động, bị kích động bởi các thế lực thù địch, bởi muộn phản động. Này, tôi xin nói vấn đề là những cái gì mà tại cộng sản và hiểu thế nào là đổ thừa tại cộng sản. Thì tôi xin nói như này, gần đây trên mạng xã hội cũng nhiều, ngoài thực tế rất nhiều người hay dùng những cái từ ngữ nói những cái việc làm sai của các cơ quan chức năng nhà nước, là họ nói và đổ đó là tại cộng sản. Và tôi cũng xin có đôi lời giải thích về vấn đề mà chúng ta có nên nói là tại cộng sản hay không. Thì như này, là tôi lấy ví dụ như gần đây trên mạng xã hội có lan giải một vài cái clip là về vấn đề là cảnh sát giao thông ăn tiền hối lộ hoặc là nhận tiền phạt sai quy định. Thì các thế lực thù địch nó có cái clip đó, nó tung lên trên mạng xã hội. Và clip đó là thật, chứ không phải là clip xuyên tạc hay là cắt xén, clip đó là thật. Thì mà nó lại nói là cái chế độ cộng sản thế này đây, hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam là thế này đây. Và người dân chúng ta không tìm hiểu kỹ thông tin, và cũng rất nhiều người đã ùa theo cái clip đó và theo cái lời nói của các thế lực thù địch, nó thêm bớt vào trong cái clip đó như vậy. Thì tôi cũng giải thích như này. Một anh cảnh sát giao thông vi phạm quyền và nghĩa vụ của anh ta là bắt sai quy định hoặc là nhận tiền sai quy định, thì là cái cá nhân người đó, cái anh cảnh sát giao thông đó sai thôi, hoặc là cả cái tổ làm việc này nó sai thôi, chứ không thể nói là đổ cho cả hệ thống của cộng sản sai được. Đấy, còn hàng triệu các đảng viên Đảng Cộng sản khác, người ta có làm gì ở trong cái ngày hôm đó đâu mà lại đổ đến là lỗi của cộng sản được. Nên là người dân chúng ta khi mà nghe được các cái video clip hoặc các cái bài viết ở trên mạng xã hội hoặc thực tế ở ngoài đời, chúng ta cần phải phân biệt rõ quan điểm, đừng đánh đồng tất cả mọi việc vào đó cho cộng sản. Hoặc là ở trên mạng cũng có một cái đoạn clip và một số hình ảnh chụp được ở cái một con đường ở núi, và nó trời nó mưa, nó lầy lội lên, và có một vài hình ảnh người dân đi qua rất là khó khăn, mà các thế lực thù địch, đặc biệt là bọn chế độ còn sót lại, chế độ ngụy tay sai còn sót lại, nó xuyên tạc, nó nói là đường của cộng sản, rồi thì là cộng sản tốt với dân như thế này, nó nói ngược lại, ý nó nói là cộng sản là không chăm lo cho nhân dân và có con đường như vậy. Thì qua clip này tôi cũng gửi luôn cho mọi người xem, và đặc biệt là cái bọn xuyên tạc sống ở bên Mỹ, chúng mày sống ở Mỹ, cho mày xem lại xem nước Mỹ nơi chúng mày sống ấy, cái đất nước của chúng mày ấy, có chỗ nào nó còn khổ hơn ở Việt Nam không mà chúng mày nói là cộng sản thế lọ thế kia. Đâu phải là chỉ ở Việt Nam mới có những con đường hỏng, hay là chỉ ở Việt Nam mới có những nơi người dân sống khổ, đúng không? Các nước tư bản, nước nào cũng có, không riêng gì là nước Việt Nam ta có những cảnh khổ đâu. Nhưng mà các thế lực thù địch thì nó chỉ đưa cái cảnh khổ của Việt Nam, những con người Việt Nam, những người mà còn sống nghèo nàn khổ đó lên trên mạng xã hội để nó bôi xấu hình ảnh đất nước mình.
còn cái hình ảnh mà giàu hiện đại thì nó không đưa đâu. Đấy là cái âm mưu của các thế lực thù địch để nó hạ uy tín của Đảng với nhân dân. Và cũng thêm một vấn đề nữa. Có một cái vấn đề là người dân chúng ta còn khi xem được các clip của các thế lực thù địch có đăng tải trên các trang mạng xã hội, người dân chúng ta xem nhưng mà không kiểm chứng thông tin đó và ùa theo các cái bình luận kích động của các thế lực thù địch, nên là có những cái bình luận vào gây mâu thuẫn ở dưới các cái bài viết rồi các cái clip như vậy. Ở trên mạng xã hội có một cái clip đăng tải một cái ô tô bị cháy và các thế lực thù địch nó nói là cái hệ thống chữa cháy của Cộng sản Việt Nam lâu, thời gian đến đấy là rất lâu, nhưng mà mọi người dân ta xem thì không hiểu, không để ý rằng cái clip đó phát đi phát lại có 5 phút thôi, nhưng mà nó phát đi phát lại hàng tiếng đồng hồ để với mục đích là xuyên tạc, nói là hệ thống chữa cháy của lực lượng an ninh của chúng ta là đến chậm. Đấy, mà mọi người không biết rằng cái clip đó nó phát đi phát lại. Đấy, chứ thực chất ra không phải là nó clip nó có hàng tiếng, chỉ có 5 phút thôi nhưng nó phát đi phát lại để cho người dân chúng ta, những người không kiểm chứng thông tin và đặc biệt là những người mất mãn chế độ vào chửi Cộng sản, nói là cái chế độ Cộng sản thế nọ thế kia. Đấy, cho nên là chúng ta mọi người cần phải cân nhắc trước khi nói ra những cái lời là đổ cho Cộng sản, thì chúng ta phải kiểm tra cái ông bác sĩ, một ông bác sĩ làm sai thì không thể nói là đổ toàn bộ cho ngành y tế được. Đấy, là cái cá nhân ông đấy làm sai thôi, hoặc là một đồng chí công an này làm sai thì đổ cho cái lỗi vi phạm của đồng chí công an đó, chứ không thể nói là toàn ngành công an được. Nhưng các thế lực thù địch thì là một người làm sai, một người của Đảng Cộng sản làm sai thì nó lại đổ toàn cho Đảng Cộng sản Việt Nam hết. Đấy, chứ không phải là nó đổ riêng cho một cá nhân.